Kỷ niệm ngày truyền thống ngành điện lực Việt Nam 21 tháng 12, chiều hôm qua, công ty điện lực Bạc Liêu tổ chức chương trình quay số trúng thưởng cài app ngay quà liền tay. Đây là một trong những chương trình tri ân khách hàng đã sử dụng cài đặt app chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam. Cụ thể đó là những khách hàng được tham gia chương trình quay số trúng thưởng đã cài đặt và đang sử dụng app chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam hoặc quan tâm Zalo Official Account hoặc đồng thời cả hai hoạt động trên điện thoại di động thuộc phạm vi tỉnh Bạc Liêu. Ngoài ra, các khách hàng phải đang sử dụng điện, có đăng ký hợp đồng mua bán điện với điện lực trực thuộc Công ty Điện lực Bạc Liêu, có mã số khách hàng hợp lệ. Thời gian diễn ra chương trình khuyến mại từ ngày 9 tháng 12 năm 2020 đến ngày 21 tháng 12 năm 2020. Tại buổi quay số, đã tiến hành quay 31 giải thưởng, trong đó một giải nhất trị giá 10 triệu đồng, hai giải nhì mỗi giải 5 triệu đồng, 10 giải ba mỗi giải 2 triệu đồng và 15 giải khuyến khích mỗi giải 1 triệu đồng. Tổng giá trị giải thưởng 70 triệu đồng. Chương trình cài app qua điện thoại nhằm nâng cao quản lý chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng đối với ngành điện lực, hướng tới sự hài lòng của khách hàng trong sử dụng điện ở nước ta.